Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023. Trong bản tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3. Phòng tránh suy dinh dưỡng ở trẻ em. Đổi mới tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắc vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, với sự tham dự của các cộng tác viên và ban biên tập đặc san nhà báo và cuộc sống. Đặc san nhà báo và cuộc sống thuộc Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk phát hành một năm năm số với các trang mục như tin tức sự kiện, nghệ báo, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm, diễn đàn công luận, hoạt động hội, văn hóa thể thao. Đối tượng phục vụ là hội viên nhà báo đang công tác và sinh hoạt tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, gửi trao đổi với hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong nước. Tại buổi tòa đàm, các cộng tác viên đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao hơn nữa chất lượng của đặc san. Lãnh đạo hội nhà báo tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần cộng tác của các hội viên nhà báo đồng thời mong muốn các hội viên nhà báo, các cộng tác viên tiếp tục gửi tin bài cộng tác nhằm nâng cao chất lượng cho đặc sản nhà báo và cuộc sống. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Đắk Lắk vừa mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3. Trong thời gian 12 ngày, các học viên là cán bộ bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được học tập, nghiên cứu các quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, về dân tộc tôn giáo, bảo vệ an ninh chính trị, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, các trạng thái quốc phòng, tình hình khẩn cấp về quốc phòng, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện và những vấn đề quân sự cần thiết. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk hiện có 736 cổ đông với 155.800 cổ phần năm 2022 với sự hoạt động linh hoạt kịp thời của hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su đắk Lắk đã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của hội đồng cổ đông năm 2022 hiện nay diện tích vườn cao su kinh doanh công ty đang quản lý là 2.148 hecta xuất bán 7.407 tấn sản phẩm cao su quy khô đạt 121,43% kế hoạch trong đó xuất khẩu trên 4.092 tấn chiếm 55% kim ngạch xuất khẩu 6,84 triệu đô la Mỹ, đạt 155,8% kế hoạch, tổng doanh thu đạt trên 623 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 72 tỷ đồng, thu nhập bình quân trong toàn công ty đạt 7,3 triệu đồng một người một tháng. Năm 2023, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk phấn đấu khai thác 6.539 tấn mũ cao su quy khô, sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại 2.500 tấn, sản lượng các loại cây ăn quả tươi trên 4.000 tấn, tổng doanh thu 566 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện Buôn Đôn vừa tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân huyện Buôn Đôn hiện có 6.644 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Hàng năm 100% cơ sở hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên 8.000 hộ nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét có trên 30% số hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Quỹ hỗ trợ nông dân của hội đã cho 76 hộ vay thực hiện 13 dự án, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác vay vốn cho 2.558 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 108 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2023-2028, hội nông dân huyện Bun đôn phấn đấu 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% số hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập mới 7 tổ hợp tác và hợp tác xã. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bức tranh toàn cảnh phòng trị ung thư. Hội thảo khoa học Bức tranh toàn cảnh phòng trị ung thư là hoạt động y khoa quy mô đầu tiên về lĩnh vực ung thư được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật nâng cao kiến thức cho đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ y tế tại địa phương về các xu hướng xét nghiệm gen tiên tiến nhất trong tầm soát và điều trị ung thư nói riêng và trong lĩnh vực sinh học phân tử nói chung qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kết nối các chuyên gia ung bướu hàng đầu tại khu vực tây nguyên và trong cả nước. Việc điều trị ung thư ngày nay không chỉ dừng lại ở các phương pháp truyền thống như phẫu thuật, xạ trị hay hóa trị mà còn hướng đến những xu hướng giải pháp kỹ thuật cao nhằm gia tăng hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng cho y tế và tăng tiên lượng sống cho người bệnh. Xác định lĩnh vực ung bướu là một trong những nhiệm vụ chăm sóc hết sức quan trọng, cần nâng cao trình độ chuyên môn ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào điều trị và đẩy mạnh nghiên cứu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đào tạo nhân lực chuyên sâu, phát triển kỹ thuật mới, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại và đầu tư tiên tiến hình thành trung tâm chuyên sâu chăm sóc và điều trị về ung bướu cho nhân dân trên địa bàn và khu vực. Vào khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 6, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm hai thanh niên tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên trên xe máy biển kiểm soát 92N149488 và xe tải biển kiểm soát 81H002000 chưa rõ danh tính người điều khiển lưu thông song song cùng chiều trên đường võ văn kiệt theo hướng đắk nông đắk lắc. Khi xe máy chạy đến địa điểm trên bất ngờ phanh gấp làm hai thanh niên ngã xuống đường, liền bị bánh xe của xe tải cán qua người, làm hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, suy dinh dưỡng ở trẻ em là tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng bao gồm thiếu năng lượng, protein, lipid và các vi chất dinh dưỡng, khoáng chất ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của trẻ. Suy dinh dưỡng phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Bé ở KN 9 tháng tuổi ở xã LE, huyện Hồng Bách, cân nặng chỉ có 6 kg và nhỏ hơn rất nhiều so với những trẻ cùng độ tuổi khi được 3 tháng tuổi, bé hay có các biểu hiện sốt cao liên tục và bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa, biến ăn và không lên cân, bé ra nhập viện nhiều lần và được các bác sĩ khám và chuẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng mức độ nặng. Nếu không điều trị sớm có thể gây ra các vấn đề phát triển lâu dài. Từ thời gian sinh đó là mẹ cho uống sữa, chó nó cùng bú nhưng bú so với người khác thì cháu nó bú ít đến vài tháng, ba tháng sau cháu nó biểu hiện, thấy cháu nó không có lên cân, người nó chí chìa, rồi à. lại cháu nó khó, sốt kho liên tục, lên đây nhập viện là ở đây nó có là cũng phổi với lại bác sĩ thế là nó bị suy dinh dưỡng nữa. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, trong đó có 3 nguyên nhân chính là trẻ mắc các bệnh lý nhiễm trùng như bệnh lý viêm phổi, bệnh lý tiêu chảy, trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh hay là các bệnh lý duy truyền như bệnh đau, các dị tật ở vòm hầu, trẻ có chế độ ăn không hợp lý. Để phòng tránh suy dinh dưỡng cho trẻ, các bậc cha mẹ cần cố gắng cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn dặm đúng lúc và đúng cách, ăn thực phẩm đa dạng những trẻ suy dinh dưỡng cần có chế độ chăm sóc đặc biệt nên theo dõi cân nặng của trẻ ít nhất trong vòng 3 tháng để theo dõi đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ một cách sớm nhất việc điều trị của một trẻ suy dinh dưỡng là vô vàng khó khăn bởi vì nó cần đòi hỏi phải có sự kiên trì của cha mẹ. À, với việc điều trị suy dinh dưỡng chúng ta sẽ điều trị theo mức độ phân loại của dinh dưỡng. nếu như đứa trẻ đang gặp tình trạng suy dinh dưỡng ở mức độ nặng hoặc suy dinh dưỡng kèm theo các biến chứng như là nhiễm trùng, hạ đường huyết hay rối loạn điện giải thì trẻ sẽ cần phải được nhập viện để điều trị theo phác đồ. những đứa trẻ mà có tình trạng suy dinh dưỡng ở mức độ nhẹ hoặc vừa thì sẽ có chế độ ăn bổ sung đúng cách. À, trẻ dưới 6 tháng tuổi thì sẽ được bố mẹ hoàn toàn theo theo nhu cầu kể cả vào ban đêm ờ, những trường hợp mà người mẹ thiếu sữa hoặc người mẹ bị mất sữa thì người mẹ sẽ bổ sung cho trẻ bởi sữa công thức theo đúng lứa tuổi trẻ trên 6 tháng tuổi sẽ được ăn một chế độ ăn bổ sung theo đúng lứa tuổi trẻ bị suy dinh dưỡng thường có các biểu hiện như biến ăn không lên cân kém linh hoạt hơn so với những đứa trẻ bình thường da xanh xao nhợt nhạt chậm mọc răng tóc đùng nhiều chậm vận động về thể chất chậm phát triển hay bị rối loạn tiêu hóa hay quấy khóc những trẻ suy dưỡng thì cân nặng và chiều cao sẽ thường không tăng liên tiếp trong vòng 3 tháng hay ốm vặt ở một trẻ bị suy dinh dưỡng mà chúng ta không có sự can thiệp sớm và đúng cách thì các bạn sẽ thấy bệnh trẻ bị suy dinh dưỡng thì nó sẽ làm cho hệ miễn dịch bị suy yếu. Khi hệ miễn dịch bị suy yếu thì trẻ sẽ dễ dàng mắc các bệnh lý nhiễm trùng cấp tính và các bệnh lý nhiễm trùng cấp tính này sẽ làm cho trẻ biến ăn và kém hấp thu, từ đó làm cho trẻ sụt cân và suy dinh dưỡng. Nó tạo thành một vòng luẩn quẩn. Thì chúng ta thấy bệnh lý nhiễm trùng là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng cũng chính là cái nền để cho các các con vi khuẩn hoặc các virus gây bệnh nó tăng sinh và gây ra bệnh lý nhiễm trùng suy dinh dưỡng để lại hậu quả nặng nề đối với trẻ trẻ bị suy dinh dưỡng sẽ dẫn đến chậm phát triển về thể chất trí tuệ khiến trẻ thấp còi trí thông minh kém học tập kém chính vì vậy khi nghi ngờ bất cứ dấu hiệu nào cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời qua đó bác sĩ sẽ kết luận chính xác nguyên nhân suy dinh dưỡng từ đó có phương pháp điều trị phù hợp Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp tích hợp đa giá trị và sản phẩm tăng thu nhập của người dân, tỉnh Đắk Lắc đã khuyến khích xây dựng nền nông nghiệp xanh bền vững, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ bằng những chương trình hành động cụ thể. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 5,81% trên một năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra là 4,33% trên một năm. Chị Đoàn Thị Thắm ở xã Esa huyện Eka có hơn 3 hecta đất để đa dạng nguồn thu nhập trong vườn chị trồng nhiều loại cây như hồ tiêu, vải thiều và chăn nuôi bò, heo, tận dụng mặt nước từ các hồ để nuôi cá. Với mô hình kinh tế đa dạng mỗi năm gia đình chị thu về hàng trăm triệu đồng. Mô hình vườn ao chuồng thì mình có lợi thế là bởi vì cây chăn nuôi này viết lại mình lợi dụng là cái nguồn nước phân xây hầm bioga để tưới cho các cây này đỡ phải tốn tiền mua phân để bón cho cây. Với lại mình chăn nuôi thì mình lấy cái phân đấy mình bón cho cây trồng thì mình đỡ phải mua phân hóa học để về mình bón. Thì thấy cây trồng xanh tốt mà phát triển nó cũng được bền lâu hơn so với phân hóa học. Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường nước ngoài ở xã E Riêng, huyện Mararac đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cũng như giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân nơi đây còn về cái đầu ra của doanh nghiệp thì đang đi các thị trường Trung Quốc, Hàn và Nhật, Sếp thì đang làm việc ở một số thị trường Châu Âu. cơ bản về đầu ra của doanh nghiệp là ổn, xuất khẩu toàn bộ 100%. Trong chăn nuôi đã chuyển mạnh từ nhỏ lẻ sang tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao. Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh hơn 14 triệu con, tăng gần 280.000 con so với năm 2020. Toàn tỉnh có trên 3.500 trang trại. Từ năm 2021 đến nay, Đắk Lắc có 31 dự án đầu tư và đề xuất đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi với tổng vốn khoảng 26.780 tỷ đồng. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, giá trị tổng sản phẩm ngành nông lâm thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.275 tỷ đồng, cao gấp 1,2 lần so với năm 2020. Đến năm 2023, giá trị sản phẩm trồng trọt đạt khoảng 150 triệu đồng trên một hecta, tăng 38 triệu đồng trên một hecta so với năm 2020. Thì bây giờ nói chung thì thường đây thì bà con đây làm thì theo sớm thì cái giá nó, 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 không có cái giá nó không cao tại vì mình thì tự lấy từ kinh nghiệm từ miền tây lên để làm cho nó phát triển có cái giá có thể là lúc thượng mùa đây bán trung tung bình khoảng bốn mấy năm mươi rồi mình làm tái vụ thì có bán được sáu mấy bảy mươi gì đó tùy tùy theo dạ mà mình làm như vậy thì có cái giá được nhiều hơn những kết quả bước đầu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua sẽ là cơ sở tiền đề để ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắc cùng với các địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra